Anh mệt quá, anh ốm rồi, đi làm mệt lắm. Thôi anh ở nhà đi, anh chỉ muốn ở nhà với sữa thôi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop sikẹo.vn, shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu, nổ hũ lên đến 19.999 kim cương, tất cả chỉ có tại shop sikẹo.vn. Sữa ơi, sữa ơi. Dạ. Ui, lễ phép thế nhở. Này nhá, đứa nào lừa anh sinh năm 96 nhá. Đứa nào lừa thật mà. Thật cái gì mà thật hả? Cái giọng trẻ con này sinh năm 96 á. À, lừa anh á hả? Chú bảo rồi, nghe cái giọng này là giọng con nít chứ làm sao hả? Cháu lại bảo không phải à? Không, người lớn là con nít. Người lớn á? Thế bây giờ như thế này nhá. Thế thế người người lớn cao bao nhiêu? Em có mét cao bao nhiêu? Ờ. Mét 58. Mét 58 á? Thế thì bây giờ anh mét 67, thế thì anh người lớn hay em người lớn nhỉ? Thế bây giờ hỏi đi đứa nào nặng hơn đi. Đây. Thế sữa bao nhiêu ký? 45 ký. 45 ký thì bán như nào? Bây giờ mỗi ký 100 ngàn à? Thế nhá. Mỗi ký 100 ngàn là 45 ký là bao nhiêu? Là 4 triệu rưỡi à? Anh mua. Ủa anh mua em hay là mua heo vậy? Mua em chứ, sao lại mua heo? Ơ kìa, em bắn buồn nút một cười. Đứa là anh ơi, em bắn nút một okay, đứa bên ok đây ok ok ok. Ơ thằng kia, tao nhờ mày đi à? Kìa nó cưới À, người anh. tao nhờ mày đi à? Ơ, tao nhờ mày đi à? Ui, nhờn. Em mà đi team 2 là auto gãy. Hả? À, sao auto gãy? Không biết, em không đi team 2 bao giờ, em toàn đi team 4 hoặc đi solo thôi, chứ không đi team 2. Team 2 thì chơi cho nó vui thôi, có gì đâu. Chủ yếu là mấy cái đứa mà chúng nó hay yêu nhau là chúng nó hay đi chơi với nhau thôi. Đúng đi rồi team đấy. 2. Đúng rồi đấy. Chứ còn mình có ai yêu đâu mà đi team 2. Đéo tin. Đây bây giờ là cho sữa làm cơ trưởng luôn. Ok. Nhảy đâu nhảy em nhớ. Thế em nhảy vào team anh được không? Cái gì? Nhảy vào team anh á? Ơ. Nhưng mà anh có biết gì đâu, anh còn lứa tuổi học sinh mà. Sao lại nhảy vào team anh không ổn rồi. Mẹ anh la. Nhưng mà bây giờ em thích nhảy vào team anh được không? Nhưng mà bây giờ anh sợ mẹ anh la ấy. Bây giờ nhá, tự nhiên yêu đương vào mẹ la, không không học được đâu. Vậy là anh trẻ con rồi, không phải người lớn. Trẻ con á? Không, trẻ con đâu. Thế bây giờ nhá, sữa hỏi thật nhá, sinh năm 2K mấy? Sinh năm 2K mấy? 2K2 đúng không? 2K2, anh sinh năm 99 rồi sao bảo anh trẻ con? Người ta đó, chỉ gọi là... Bây giờ 2K2 người ta yêu nhau hết rồi, mình 99 còn chưa biết yêu nữa. Ờ, thì từ bé giờ đã yêu ai bao giờ đâu. Thì bởi sao vậy gọi là trẻ con đấy. Không, không phải, không phải trẻ con. Không phải. Thật chứ, sao không phải trẻ con, người ta lớn rồi, trẻ con đâu mà trẻ con nhá. Không tin. Không tin gì mà không tin, người ta lớn rồi nha. Sao lại có đứa đặt tên là sữa cơ? Thế sữa có phải sữa. Người lớn không? Hả? Sữa là người lớn mà. Có người lớn cái nào tên... đặt tên là sữa không? Ơ. Ủa nhưng mà cái tên có bao giờ nói lên được cái gì đâu. Cái tên có bao giờ nói lên được cái gì đâu á? Chẳng qua cái tên sữa nó dễ thương thì em đặt thôi. Thì... Nhưng mà... Tên giống tên trẻ con mà. Trẻ con là tên sữa. Đúng rồi, trẻ con với tên sữa, người lớn ai tên sữa? Ơ, còn gì? Lại bảo không phải đi, lại bảo không phải đi. Không phải. Ôi, sữa ơi. Sữa? Anh bị đau tim. Thôi. Sao lại đau tim? Ai biết được. Ôi chết rồi, tự nhiên vào chơi game với sữa. Chắc hồi nãy em nhảy vào tim anh xong rồi anh đau tim đấy. Ôi thảo nào, thấy nó lại cứ đập bùm 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 là thế nào. Hỏng rồi. Hỏng.
Thôi Sữa ơi, Sữa ơi, Sữa ơi, cái này em phải chịu trách nhiệm đi, anh không biết gì đâu. Từ bé đến giờ đã bao giờ bị thế này đâu. Hay là nó bị cái gì, bị tim mình chắc chết không được. Em phải chịu trách nhiệm đi. Hỏng. Sữa ạ, em phải chịu trách nhiệm với anh đi, anh không biết gì đâu. Ok, em sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ người ta bị đau tim, nó lại cứ bùm 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 em ạ. Hỏng. Hỏng rồi. Hình như là anh bị yêu sữa. Thôi hỏng rồi. Hỏng rồi. Cho anh bông keo này. Cho anh bông keo này. Cái này ạ, anh xin. Hỏng rồi, hỏng rồi. Sữa ơi, anh bị tư rồi. Chết rồi. Anh mệt quá. Anh ốm rồi. Đi làm mệt lắm. Thôi anh ở nhà đi. Anh chỉ muốn ở nhà với sữa thôi. Để anh cho con chim mình cụt đi ra ngoài. Đúng rồi. Chỗ rồi rồi, vừa vào vẫn. Ơ nhưng em có máu chưa, em cho anh. Em có rồi. Có rồi á, cho anh nhiều bông keo, anh có 5 trái cơ. Anh cầm nhiều để bảo vệ em. À, thế á? Được luôn. Cái này đơn giản, anh làm được. Đây đúng không? Đúng rồi. Ôi, bạn ơi. Sao bạn lại bị thương à? Bây giờ mình sẽ trị thương cho bạn nhé. Mình sẽ trị thương cho bạn, bắn vào đít bạn nhé. Ô. Và vẫn chỗ người lớn đang nói chuyện xong rồi tự nhiên có thằng dở hơi nó chạy qua. Anh lấy cái nhắm 4 đi. Hả? Nhắm 4 á? Hình như anh vừa nhặt đây. Đây. Anh để anh ngoài chưa? Này. Anh có rồi, có rồi. Thì em ra nhắm 4 để làm gì không? Nhắm 4 để làm gì cơ? Ví dụ như anh chạy xa đó, em có thể nhắm anh rõ hơn. Để nhìn thấy anh rõ hơn á? Anh tưởng đúng là rồi. Cái này phải lùi bước để nhìn thấy anh rõ hơn chứ. À? Không, ví dụ anh chạy xa là em có thể nhìn thấy anh rõ hơn này. Để anh không phải đi lạc. Người ta lớn rồi không đi lạc đâu, anh còn sợ em đi lạc chứ. Eo. Ừ. Sợ người ta đi lạc cơ. Trời ạ, có vụ đến nữa cơ. Giờ anh muốn đi đâu? Có em lừa anh không? Ở bán xăng Trung Quốc đúng không? Ủa, nó bán em này. À, thằng này, tao nhờn mày à? Ơ, nhờn, nó có một đứa ở đây đúng không? Khi trước xuống đấy em sao cover được, anh đứng sao ui, cover trời. Được. Chị em không cover được. Ok, ok. Yếu anh ơi, mà yếu rồi. Rồi rồi rồi. Thằng này buồn cười, nó cứ dình nó bắn anh với em chứ. Ơ. À, vớ vẩn, chỗ người ta đang yêu nhau. À, quên. Quên. Chỗ người ta đang, hai con bò sữa đang chơi với nhau. Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám hứa xa xôi. Cứ nhắm mắt em lại và phiêu. Dù nắng mưa bao mùa thì tình anh vẫn luôn đây mà chẳng phải kiếm đâu xa, vẫn giữ đau bầu trời của riêng chúng ta. Đã lỡ yêu sữa rồi. Sữa ơi. Dạ. Anh nói nhỏ này em không nghe được không ấy? Đó, em nghe mà. Chết rồi, nhưng mà bây giờ anh lỡ có tình cảm với sữa rồi thì làm sao đây? Chết rồi sữa ạ. Đục bông keo ra thôi. Sợ ơi. Dạ, em chết đây. Rồi, anh lại bị lỡ thương sữa rồi làm sao đây? Anh ơi, nó bắn em. Có hai đứa chạy trên đấy. Không, nhưng dưới gốc cây, dưới đây có cây, có người anh ơi. Ôi gục nha. Không sao, không sao. Cái bọn này chỗ người ta đang nói chuyện yêu đương của ba vật. Còn có một đứa nghe xong em ấy. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Nó chạy thẳng xuống dưới đây, đúng không? Thằng nào bắn sau lưng anh đây này. Thôi. Kìa, phía sau sữa ơi.
Đâu sau ấy. Ơ Thầy mất dạy nhỉ? Sữa ơi, nghe đây. anh hỏi nè. Ừ, anh hỏi đi. Chết rồi, chết rồi. Bây giờ là lỡ thương sữa rồi thì làm sao đây? Đấy, anh đặt tim tặng cho em ấy. Mình bạn tin nhỉ. Ui, ui, cái gì đấy? Chết rồi, chết rồi, chết rồi.